Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn tham gia một chương trình AirGrab Claim 250.000 tóc căng có hiệu là BKF Adano các bạn. Thì để con này thì nó tóc căng này nó sẽ list sàn Bankake Swap vào ngày 15 tháng 7 các bạn. Hiện tại thì dự án thì nó có lộ trình đó các bạn. Đây là đối tác của Coinbase và CoinMarketCap và Bankake nha các bạn. Thì lộ trình của nó thứ 1, thứ 2, 3, thứ 4. Thì để claim được tôn tóc cần này, các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình. Các bạn mở trình duyệt cái chocolate của mình ra, các bạn cho một đáp các bạn. Thì các bạn claim, các bạn sẽ tốn phí ra là khoảng 0.1 đô các bạn. Các bạn cứ claim, các bạn dứt nó đi nha các bạn. Rồi, thì những dự án nó muốn phát triển, nó cho các bạn claim bri các bạn. Rồi, các bạn có thể mua minbay tối thiểu là 0.01 minbi và max 20 minbi nha bạn. Thì mình hướng dẫn các bạn claim bri thì bạn bấm vào claim này rớt nữa. Bấm vào kết nối nha bạn. Rồi các bạn sẽ tốn phí ga là 0.0005 của khoảng 0.17 UTT có khoảng 3.000 đồng Việt Nam là đồng mình nha các bạn. Bạn bấm chấp thuận nha bạn. Không được một ly trà đường nữa các bạn. Rồi. Đem qua trang BC scan mình check chắc nữa các bạn. Thì hiện tại nó đã về được là 250.000 token nè các bạn. BKF ADA nè các bạn. Thì hiện tại trên trang web này thì có 31.772 địa chỉ holder nè các bạn. Xuất phần là 8 nè. Trang web đang cập nhật nè các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt cái chocolate của mình ra các bạn. Bạn dán ra. Bạn dán vào nè các bạn. Thì cũng chắc phải để phần link mô tả với cho các bạn nè. Rồi các bạn sẽ thấy được token là BKF ADA nè các bạn. Đây là chắc là dự án của Cardano nó xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain các bạn. Và mình tiếp tục mình giới thiệu các bạn claim một con token. Con claim token nữa có tên là Doge Army nha các bạn. Thì mình sẽ claim được 888.000 token Doge Army nè. Con này cũng trong chương trình bán hàng VSL luôn các bạn. Để dự án của nó mình check qua các bạn. Vì mình bận quá nên mình không có check kỹ các bạn. Thì cứ đối tác nó cũng có cấp cô và Binance các bạn. Và có CoinMarketCap và Bankcap này nè, lộ trình nó sẽ tiếp tục phát triển ứng dụng. Quy 4 là nó ba danh sách kết đối tác tiếp thị người ảnh hưởng phát triển ứng dụng nữa. Sau này nó ra một cái ứng dụng của. Rồi, để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả thứ hai của mình nha các bạn. Các bạn mở trình duyệt đáp ra nè, các bạn dán vào nè. Các bạn cứ claim mà gì bỏ đó đi nha các bạn. Sau này nó có tăng giá cao hay là gì mình làm cái video thông báo cho các bạn xã nha các bạn. Thì sau 45 ngày nữa tốc cần Doge Army này sẽ list trên sàn Bankake Swap nha các bạn. Và hiện tại nó cũng có chương trình airdrop và bán hàng free sale nè. Các bạn mua minbay tối thiểu 0.01 BNB và max là 20 BNB nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một claim airdrop nè. Nó cũng tương tự như con đầu tiên thôi các bạn. Các bạn bấm vào kết nối. Rồi các bạn sẽ tốn phí ga là 0.17 đô nữa các bạn. Chấp thuận nha các bạn. Con này hình như là mình claim chưa ta. Rồi các bạn bắt đập đây nè. Mình đã về nè các bạn. 88.888 tốc cần Doge Army nè các bạn. Số khá là cao luôn các bạn. Thì tổng cung nó là 3, 6, 9, 12, 15 tập căn 1 triệu, quá nhiều, quá số không quá mà đọc không hết các bạn. Hiện tại cũng có 5.000 mấy địa chỉ holder con tập căn này các bạn. Thì trong web đang cập nhật. Rồi thì các bạn cũng copy con chắc nó lại nè. Các bạn dán vào địa chỉ với chút rết của các bạn nè. Rồi các bạn bấm vào mở ra nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 888 tập căn Doge Army nè. Những tóc cần này nó sau này nó sẽ list trên sàn list trên CoinMarketCap và CoinGecko và giao dịch bình thường như những con tóc cần khác thôi nha các bạn. Vì dự án nó đang lộ trình nó đang mới ra nên nó có chương trình này góp nó giới thiệu dự án nó thôi các bạn. Ok, vậy mình đã cứ hướng dẫn các bạn claim tóc cần BKF Cardano đến đây và con dot mi đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.